Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Big Bet dự đoán cùng thể thao văn hóa. Và bây giờ sẽ là tâm điểm vòng 9 La Liga, đó là trận đấu giữa Barcelona và câu lạc bộ Sevilla. À, thưa quý vị, lúc này thì Sevilla đang gây ngạc nhiên với tất cả khi họ chậm trễ ở ngôi đầu bảng và họ hơn chính Barca một điểm. Và đây cũng có thể là một chiến thắng nếu như dành cho bất cứ đội bóng nào thì đây cũng có thể được coi là cú hích rất lớn về mặt tinh thần. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với đội hình dự kiến của hai đội. À, bên phía đội hình Barcelona, họ sẽ có Luis Suarez ở hàng công, phía sau lưng làm Lamnes ở phía sau lưng đó là Messi, Mancom và hàng tiền vệ gồm có Rafinha, Coutinho và Busquets. Hàng thủ của Barcelona gồm có Jordi Alba, Piqué, Lenglet, Semedo và thủ thành Ter Trong khi đó bên phía các cầu thủ Sevilla họ sẽ ra sân với Andre Silva, Ben Yedder trên hàng công. Đội hình 442 sẽ gồm à, đội hình 352 sẽ gồm 5 tiền vệ đó là Arana, Vasquez, Sarabia, Banega, Navas và hàng thủ ba người của họ sẽ gồm có Sergio Gomez, Cayor và Carico thủ thành sẽ là Vaxlic và bây giờ sẽ là tỷ lệ của trận đấu này. À, tỷ lệ của chúng ta vừa nhận được đó là Barcelona trên sân nhà chấp 1 1/2 theo những con số thống kê trong thời gian vừa qua, Sevilla chưa một lần giành chiến thắng ở những ở 5 trận đấu vừa qua và ở lần gặp gần nhất vào tháng 8 tại Siêu cúp Tây Ban Nha thì Sevilla cũng đã thua với tỷ số 1-2. Và đặc biệt đây là trận đấu và họ phải làm khách, chính vì vậy là theo tôi lựa chọn Barca ở trận đấu này dù phải chấp sau như vậy cũng được coi là an toàn. Và bây giờ sẽ là tỷ lệ tài xỉu à, Tỷ lệ tài xỉu của chúng ta là 3, 3 phần 4 Theo tôi đây là một tỷ lệ quá cao à, Bởi vì đây dù sao cũng là một trận đấu mà cả hai đội họ sẽ phải thi đấu chặt chẽ Để đảm bảo được ngôi đầu bảng của mình Và chính tôi cũng nghĩ rằng Sevilla ở trận đấu này họ sẽ chơi phòng ngự từ thủ Và tôi cũng mạnh dạn đưa ra dự đoán rằng trận đấu này Barcelona trên sân nhà sẽ có chiến thắng với tỷ số 2-0 Quý vị các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Big Bad dự đoán cùng thể thao văn hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.